Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em về một chiếc Honda Accord nha. Cho nên là cái xe này thì rất là nhiều lần em đã bán rồi. Lúc trước em có bán một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Thì hai xe đó về cũng đi rất là lẹ luôn. Cái xe này thì nó ngang tầm với hệ Toyota Camry đó các anh chị. Thì phân khúc của Toyota Camry và Honda Accord thì tùy theo sở thích của mỗi cá nhân. Thì có khách hàng thì lại thích Honda, có khách hàng thì lại thích Toyota nha. Cho nên là cái này em không có so sánh, chỉ là em chỉ quay xe là đây là cục phân khúc với Toyota Camry. Tuy là đời cũ nhưng mà cái form xe nhìn nó không bao giờ lỗi thời giống như Toyota vậy các anh chị. Và ngoài ra thì Honda và Toyota đều là máy Nhật hết nha. Xe này cũng là nhập Nhật luôn nha các anh chị. Ô đô xe chạy 82.000 km thì như theo anh chị cũng đã biết thì những chiếc Honda Accord này hầu như là chở sếp nè, hoặc là các doanh nhân nè. Đó, phân khúc hạng D cho nên nó rất là rộng luôn nha các anh chị. Rộng lắm, cốp xe cực kỳ rộng luôn. Xe thì màu đen thì nhìn lúc nào nó cũng sang trọng và bí ẩn á các anh chị. Đó, nó rất là sang trọng luôn. Và nhìn chiếc xe này không hề lỗi thời một chút nào. Và cái giá nó chỉ dưới 300 triệu thôi các anh chị, chỉ dưới 300 thôi. 4 cái bánh mâm xe rất là đẹp luôn cho 4 cháu ha. Mâm xe 4 cháu rất là đẹp. Và cái đời này là đời 2007 nha các anh chị nha. Thì ghế đời 2007 thì tất nhiên tới giờ thì nó cũng phải nhăn rồi. Dạ, nhưng mà chiếc xe chạy gia đình em thấy là dàn nhựa và dàn lông của xe còn rất là đẹp luôn các anh chị. Đó, dàn nhựa và lông của xe rất là đẹp luôn. Đó, ghế này hơi nhăn thì các anh chị nào mà muốn về mình thay ghế mới cũng được ha. Ghế da mới, lại da mới cũng được luôn nha các anh chị. Xe thì được ốp gỗ luôn nè các anh chị. Đó, xe được ốp gỗ luôn nha. Các anh chị mà khi mua xe của bên em Huyền thì các anh chị cứ yên tâm về chất lượng của xe, đảm bảo cho các anh chị nha. Xe thì cam kết không đâm đụng ngập nước nha, bao các anh chị trích hãng luôn. Xe có nút xe vẫn là chìa khóa nha các anh chị, đã lên màn hình Android rồi, có cửa sổ trời luôn nha các anh chị nha. Cái dòng Accord này hầu như là em về là em bán rất là nhanh luôn các anh chị. Cái giá nó tầm trung trung mà được một chiếc xe phân khúc hạng D mà chạy cũng ngon nữa, chứ không phải là ì ạch cứ đời sách thấp này. Cách nhiều anh chị nghĩ là ôi trời, xe cái đời này chắc về sửa dữ lắm, mà không phải đâu các anh chị ơi. Bền lắm, em chưa thấy khách nào mua Honda Accord của em mà phàn nàn về chiếc xe mà khi mà mua bên em luôn á. Em nói thiệt, tại hầu như là chất xe của em là mua xe là đúng chất nè, và kiểm tra đầu và chất lượng rất là kỹ càng luôn. Cho nên là đảm bảo với các anh chị là đầu ra thì chắc chắn là sẽ là chất lượng nha. Và uy tín tụi em đặt lên hàng đầu. Xe sao bán vậy, nói vậy. Đó, chứ không có phải là mua xe này về xong rồi túi tát làm lại máy móc đồ cái kiểu, không có nha các anh chị. Máy móc hộp số ở bên em hầu như là còn nguyên zin hết. Tất cả những xe em Huyền bán ra, đảm bảo với các anh chị một điều là như vậy nha. Đây là khoang hầm máy xe nè. Đó, em chỉ quay sơ cho các anh chị nào ở xa để các anh chị thấy sơ về cái dòng và cái khoang máy của xe là như thế nào nha. Đó, dưới 300 triệu mà có chiếc xe phân khúc hạng D chạy thì còn gì bằng nữa các anh chị ơi. Cực kỳ rộng rãi luôn. Máy lạnh phà rất là lạnh luôn nha. Biển số xe này ở Sài Gòn luôn nha các anh chị. Đây em sẽ quay cái dàn gầm cho các anh chị. Đấy, các anh chị thấy dàn gầm rất là đẹp luôn đúng không? Cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn. Thì các anh chị mà đang có nhà ý quan tâm với cái dòng xe Honda Accord này thì có thể liên hệ với em Huyền nha, qua số điện thoại có để góc dưới màn hình. Các anh chị cũng đã biết rồi, cứ liên hệ với em Huyền là chắc chắn sẽ có giá tốt nha, khỏi lo về vấn đề giá cả. Các anh chị chỉ quan tâm về chất lượng của xe có đúng theo như em Huyền miêu tả hay không thôi. Đó, về giá cả thì cứ lên gặp em Huyền là chắc chắn sẽ có giá tốt, đảm bảo điều đó. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.